Nhưng mà để anh mở ra anh nói cho chú biết là chú lừa anh không được đâu nhé. Chú mượn của anh 5 hôm. Chú bảo chú đi nhổn. Mà chú đi 2 lần Hà Nội Đà Nẵng 2 vòng liền. Trong 5 ngày dừng nhà nghỉ 8 lần. Mỗi lần dừng ở nhà nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Mà nhà nghỉ thì lại rất nhiều gái đẹp à. Xin chào mọi người. Mua được con ô tô đẹp mà cho thằng em mượn mà mãi nó không trả. Hôm nay xử lý. Ô, anh đợi em lâu chưa? Đợi mấy hôm rồi. Ôi. Sao trả xe chưa? Em gửi anh xe. Rửa giấy sạch sẽ đổ xăng đây chưa? Em đổ xăng đầy đủ rồi anh ạ. Xe được không? Mà em có đi mấy đâu đâu. Không đi đâu Em mày ạ. đi, có từ đây về nhổn thôi. Mượn 5 hôm mà đi mỗi nhổn nữa à? Vâng, Thật em không? cũng đợt lại bận việc ạ. Vâng, đi ít không thế đi làm được đâu. sao biết Xpander ngon được. Dạ. Nhưng mà để anh mở ra anh nói cho chú biết là chú lừa anh không được đâu nhé. Ồ. Chú mượn của anh 5 hôm. Chú bảo chú đi nhổn. Mà chú đi 2 lần Hà Nội Đà Nẵng 2 vòng liền. Trong 5 ngày dừng nhà nghỉ 8 lần. Mỗi lần dừng ở nhà nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Mà nhà nghỉ thì lại rất nhiều gái đẹp à. Ông làm gì tôi mách vợ ông Ủa? nhá. Rồi bây giờ ông cãi đi Sao xe nào. anh xịn thế ạ? Xe tôi là lắp thiết bị của 007 nhá. Thiết bị của 007 nhá. Lần sau mà còn nói dối như thế nhá, mách vợ, nghe chưa? Vâng, thôi anh tha cho em lần này. Có biết là làm sao mà xe nó xịn thế không? Lên xe cho biết. Rồi, các bạn đã biết tại sao mà tôi lại biết được tất cả cái hành trình xe của tôi cho anh Nam mượn chưa? Rất đơn giản, vì tôi lắp cái màn hình Z-Tech ở đây. Và màn hình Z-Tech ngày nay đã được nâng cấp thêm một cái tính năng mới là theo dõi định vị. Các bạn hoàn toàn có thể trang bị thêm cái tính năng này hoàn toàn miễn phí nếu như bạn đã mua cái màn hình Z-Tech này rồi. Đến bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc bạn sẽ được cài đặt hoàn toàn miễn phí. Đây ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi muốn biết cái xe của tôi đang ở đâu, nếu tôi cho người bạn mượn, hoặc tôi muốn biết cái hành trình xe này đi được bao nhiêu km rồi, tôi mở ra tôi cài đặt cái phần mềm ở điện thoại, nó sẽ đồng bộ nhau hai bên và tôi biết được hết. Cái này thì rất hữu ích cho những cái công ty du lịch để quản lý xe, quản lý xăng, hoặc là bạn cho những người bạn mượn, bạn biết được hết. Tất nhiên với những ai mà không muốn để vợ mình biết là mình đi đâu đó thì không cài cái phần mềm này cũng được, như tôi tuyệt nhiên. Còn xe mà để kinh doanh, xe cho bạn mượn nên cài vào để mình theo dõi, mất cắp chẳng hạn, đúng không? Tiện hơn rất là nhiều, chỉ cần mở điện thoại ra bạn sẽ biết hết là cái lộ trình xe đã đi đâu, như thế nào và hiện tại xe đang ở đâu. Cực kỳ thông minh luôn. À, còn một vài tính năng nữa mà cái màn hình Z-Tech này nó cũng mới tích hợp thêm. Đó là tôi vừa mới lắp thêm một vài cái camera nhỏ ở trước sau và ở bên hông. Giá rất rẻ thôi, nhưng mà nó tích hợp ngay với cả cái ra lệnh giọng nói, xem nhá. Mở camera trước. Đó, nó mở camera trước luôn để làm gì? Để nếu như tôi muốn đỗ sát vào tường chẳng hạn thì nó sẽ hiện ra luôn. Hoặc nếu muốn đỗ sát vỉa hè. Mở camera bên phải. Mở luôn. Lúc nãy tôi nhìn thấy cái hố cống ở đây và tôi không muốn đè lên cái hố cống sợ sập thì sao? Tôi không thể nhổm lên tôi nhìn được, tôi cũng không chỉnh gương tôi nhìn được, thì tôi mở cái camera bên hông này ra, tôi sẽ đỗ sát sàn sạt, vừa gọn ở đường, vừa không chẹt vào hố cống. Hoặc nếu như bạn muốn đỗ sát tường hoặc đỗ sát vỉa hè thì mở cái camera này quan sát rất tiện. Tất nhiên cái camera này thì không miễn phí đâu nhá, nhưng lắp thêm cũng cực kỳ rẻ và nó tích hợp luôn ở trong cái màn hình Z-Tech này. Đấy mới là cái hay. Chưa hết, còn một tính năng nữa cũng rất hay mà giống hệt với cả cái xe mẹc của tôi, đó là nếu như bạn đi vào đường đông đúc, rất đông chẳng hạn, bạn sợ bị va chạm đúng không? Chỉ cần có một cái chướng ngại vật cách vị trí xe của bạn khoảng 60 phân thôi là lập tức cái camera này nó sẽ hiển thị lên đúng cái vị trí mà chuẩn bị va chạm. Anh Nam đứng 60 phân trước đầu xe cho tôi, đúng cái cảm biến cho tôi. Rồi, bạn đã thấy chưa? Khi mà anh Nam đi vào đầu xe của tôi là camera phía trước nó hiện ngay và nó cảm biến ngay, nó tít tít ngay là có chướng ngại vật va chạm. Anh Nam đi ra đằng sau lưng cho tôi. Đó, đến gần là nó nháy ngay. Thấy chưa? Rất
nhanh. Đây là một cái tính năng thêm của màn hình Z-Tech cũng rất là hay. Chống bị va chạm, cảnh báo cho bạn biết là bạn sắp va chạm rồi đấy. Bạn hãy điều khiển xe cho nó chuẩn chỉnh. Thêm một tính năng nữa mà cũng thể hiện ngay trên cái màn hình Z-Tech này, đó là cảm biến áp suất lốp. Tôi đã lắp thêm 4 cái áp suất lốp cho 4 bánh. Và thay vì tôi phải bấm vào màn hình thì trước mỗi chuyến đi dài, áp suất lốp rất quan trọng phải không? Tôi bấm kiểm tra áp suất lốp. Đó, hiện ngay lên màn hình. Không nói nhiều. Thật sự là cái màn hình Z-Tech này nó làm tôi rất là ưng. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể bấm ở trên vô lăng và biết được hết tất cả những cái gì tôi cần biết. Và quan trọng bây giờ nó lại có thêm một vài những cái tính năng an toàn, cảnh báo va chạm, camera, rồi camera hông các thứ, cũng tiện lợi. Rồi thêm một cái tính năng nữa mà có lẽ là phải chạy thì các bạn mới biết được. Ví dụ như tôi đang chạy vào đường đô thị, cái đoạn đường này nó giới hạn tốc độ là 60 km/h, đúng không? Tôi sẽ mở bản đồ ra, dẫn đường đến Cầu Giấy. Đó, bản đồ Việt Map mở lên. Mà đoạn đường phía trước là giới hạn tốc độ. Đây, hãy nhìn biển số giới hạn tốc độ. Cái xe này nó sẽ cảnh báo ngay là 60. Đến 50 nó sẽ cảnh báo ngay là 50. Và nó sẽ nhắc chúng ta luôn tốc độ giới hạn 50 km/h. Như vậy thì sao? Thì đơn giản, nếu như chúng ta mất tập trung, chúng ta không hiểu gì cả thì chúng ta có một người trợ lý rất là tốt nhắc anh đang đi quá tốc độ đấy, hoặc là anh chuẩn bị đi vào đường giới hạn tốc độ, anh đừng đi quá. Thì chúng ta sẽ không bị vi phạm luật giao thông. Và không vi phạm luật giao thông thì chúng ta không mất tiền. Tôi tin chắc rằng những người lái xe ô tô chắc hẳn đã từng, ai cũng đã từng một lần vi phạm tốc độ. Ngày xưa tôi cũng thế, tôi cũng đã từng vi phạm và tôi cũng đã từng phải nộp tiền. Nhưng hồi đó tôi chưa có một người trợ lý như thế này. Bây giờ tôi có người trợ lý như thế này rồi, tôi dám khẳng định với các bạn tôi sẽ không vi phạm luật tốc độ nữa. Bởi vì trước khi đến cái chỗ mà vi phạm tốc độ thì đã có cái trợ lý này nhắc tôi rồi, thì làm sao mà vi phạm được, phải không ạ? Và cái tính năng này thì cũng miễn phí. Bạn nào mà đã lắp Z-Tech rồi thì đến miễn phí hết toàn bộ. Miễn phí hết. Rất hay. Một cái màn hình mà tôi cứ phải giới thiệu đi giới thiệu lại mãi cho các bạn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi thấy nó quá hợp lý. Ví dụ cái tính năng này rất hay này. Đi này, va chạm này. Đấy, nếu mà gần va chạm phía trước là nó hiện cái màn hình phía trước luôn. Hiện luôn ở trên chỗ khu vực va chạm ở đây nhá. Bên phải thì nó sẽ hiện bên phải, bên trái nó hiện bên trái, đằng trước nó hiện đằng trước. Rất thông minh. Đấy, nó hiện bên phải này. Cách 60 phân. Chúng ta biết đường mà tránh. À, còn một cái nữa. Đó là bình thường nhá, khi mà màn hình zin ý thì nghe nhạc nó không hay. Lắp cái màn hình này vào nghe nhạc hay hơn hẳn. Tại sao? Tại vì cái đầu phát của nó chia được nhiều cái giải tần âm thanh, nó từng cụm một khác nhau. Đây tôi mở ra cho các bạn xem. Thậm chí tôi chỉnh vào cái âm ly ở đây. Đây, ấn vào phần âm ly là bạn có thể điều chỉnh theo như cái gì bạn mong muốn, theo như cái loại nhạc mà bạn nghe. Bass lên, chép lên, trầm xuống hay là trung lên, bạn có thể chỉnh được. Chắc chắn nó sẽ hay hơn, bạn cứ thử mà xem. Thử một tuần miễn phí, không mất tiền. Tội gì không thử, không mất tiền cơ mà. Chán trả lại, không cần mua luôn, không cần mua nếu mà nó chán. Cứ thử, tội gì. Lắp vào nếu không hay, đem trả lại. Đấy là một cái hay. Các bạn thấy cái màn hình Z-Tech này như thế nào? Đã bạn nào thử chưa? Nếu ai chưa thử thì cứ mang xe đến lắp thử, không hề mất tiền nhá. Rồi comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận xem là cái màn hình này nó tốt hay không tốt. Tôi đang dùng thì tôi thấy thực sự hợp lý. Và tôi không thể không chia sẻ cho các bạn được. Nó hay hơn hẳn cái màn hình gốc luôn. Nó giúp cái xe thông minh hơn hẳn và nhìn cái xe nó sáng sủa hơn hẳn. Vậy thôi. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video thường xuyên hơn về những cái trang bị mới ở trên xe tiện ích, an toàn như thế này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.